Đại sứ Nga tại Anh đã có lời kêu gọi trục xuất tất cả công dân Nga ra khỏi lãnh thổ. Theo Sputnik, mới đây, đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin cho biết, ông không loại trừ khả năng Moscow cắt đứt quan hệ ngoại giao với London do các lệnh trừng phạt. Đài Sputnik của Nga đưa tin mối quan hệ giữa Nga và Vương quốc Anh vốn đã căng thẳng trong vòng 8 năm qua tiếp tục leo thang trong thời gian gần đây sau khi nước này giáng đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga vì những hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Theo đó, các lệnh trừng phạt của Anh tác động đến Ngân hàng Trung ương Nga nói riêng và ngành ngân hàng của Nga nói chung. Mới đây, đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin cho biết ông không loại trừ khả năng Moscow cắt đứt quan hệ ngoại giao với London do các lệnh trừng phạt. Đại sứ Kelin nói rằng nếu không có giải pháp nào được đưa ra để giải quyết các vấn đề kinh phí của đại sứ quán do các lệnh trừng phạt cản trở, thì Moscow có thể tung ra các đòn đáp trả đại sứ quán Anh ở Nga. Hiện, theo lời đại sứ Kelin, các cơ sở ngoại giao của Nga vẫn tiếp tục hoạt động. Nhà ngoại giao này cũng nói thêm rằng Nga vẫn chưa thấy đòn trừng phạt cuối cùng của Anh và chính phủ Anh vẫn còn nhiều lựa chọn. Theo Sputnik, nói về tình hình công dân Nga tại Anh trong những ngày này, đại sứ Kelin cho biết công dân Nga ở Anh đôi khi phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, ví dụ như trong các cơ sở giáo dục, có thể là do các chính trị gia Anh đang kêu gọi thực hiện các biện pháp quyết liệt đối với người Nga. Ông Kelin cho biết thêm rằng đã có những lời kêu gọi trong Quốc hội Anh về việc cân nhắc trục xuất tất cả các công dân Nga khỏi lãnh thổ Vương quốc Anh, con số có thể lên đến khoảng 66.000 người. Tôi đã nghe thấy những lời kêu gọi kỳ lạ như vậy, chẳng hạn như là trục xuất tất cả người dân tộc Nga hoặc là trục xuất tất cả công dân Nga, đại sứ Nga tại Anh cho biết.